anh lỡ kiểu ham quá, anh đặt nhiều cái bây giờ anh thua rồi, anh nợ người ta tầm 300 triệu rồi ấy. Em xem có cho anh vay anh trả người ta đi. Vay trả, mày đùa với tao đấy à? Nhưng mà bây giờ anh quan trọng hơn mà. Thế quan trọng là nếu gì bây giờ mình chơi được thì mình tự trả được ý. Đầu tiên thì em hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho mọi người được biết là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và em đến từ đâu. Xin chào anh và xin chào mọi người, em tên là Khánh, sinh năm 2000, đến từ Gia Lai. Em hiện tại đang làm công việc gì? Em làm bên sale, bên bất động sản. Nhưng mà cảm giác anh lần đầu tiên anh nghe cái giọng của em thì anh kiểu cảm giác rất là giống một rapper ấy. Em có chơi rap không? Em cũng có chơi rap. Có chơi rap rồi? Dạ. Người tay trái. Kẹt đấy trời. Em có thể rap một hai câu cho tặng mọi người được không? Dạ được. Giờ anh muốn rap nghe bài gì? À rap chay luôn. Một hai câu gì đấy thôi. Một câu nào cũng được hả? À, câu nào cũng được. Bài buồn nha. Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Dưới góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chợ khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thì yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với duyên tình. Được rồi đấy. Vào đấy. Với cái chất giọng này thì có vẻ thì chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều cô gái bị đốn tim. Quá chuẩn luôn. Hân xui rồi anh. Hân xui rồi. Thế thì hiện tại bây giờ em đã có người yêu chưa? Dạ em có rồi. Dạ. Trời ơi, với một chất giọng như này thì không thể nào mà không có người yêu được. Em với bạn đấy yêu nhau lâu chưa? Em với bạn đấy yêu nhau chắc cũng được gần 1 năm đến 1 năm rưỡi rồi. Thế yêu nhau lâu như thế thì mình kiểu có hay cãi nhau không? Dạ đôi khi cũng có. Có. Thì thường cãi nhau thì là nguyên nhân xuất phát là từ ai? Ai là người kiểu chuyên gây sự? Kiểu em ấy, em có cái tính em là rất là nhây nhá. Dạ. Nhưng mà chọc bạn ấy, bạn ấy tức, bạn ấy chửi, bạn ấy đánh xong là em lại dỗ. Thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Ok được rồi, thế thì ngày hôm nay anh muốn đưa ra một thử thách cho em. Em sẽ gọi điện cho người yêu để báo đi, báo nợ. Báo nợ. Một cái chuyện như vậy mà tụi bay dám làm á hả? Đấy, kiểu như là em cá độ bóng đá đang có World Cup mà. Cấp, dạ. Rồi. Ok thì em sẽ bảo là em cá độ bóng đá và em kiểu bị thua, bị dí nợ xong rồi đang bị kiểu truy đuổi này kia các thứ. Dạ. Bây giờ mà nếu mà không có tiền trả thì thế này như ấy kia. Đó. Ok. Thì xem bạn đấy có giúp em hay không. Dạ dạ ok. Thế thì theo em thì bạn đấy sẽ phản ứng như nào khi mà biết được tin đấy? Chắc đầu tiên là chửi dữ lắm. Dữ lắm. Nhưng mà thôi để thử thì mới biết được anh. Ok, thế em cứ nói ra một con số nào đấy nó lớn lớn một xíu. Tầm 500 đi, 500 triệu đi. 500 triệu nó bỏ luôn đi. Vậy tầm 200, 300 thôi. Hello, hey Lily. Hello, hey Lily. Em đang làm gì đây? Đang làm gì đây? Ở nhà đợi về đây. Ăn gì chưa? Đang đón chết đây. Mày mua cái gì để cho ăn đi. Ăn cái gì? Ăn bún bò. Không, anh không thích mua cái đấy đâu. Mua cái khác nha. Không, anh thích bún bò rồi. Ừ rồi, ok. Nhưng mà anh bảo này. Bây giờ nha. Anh có hai tin, một tin vui, một tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước? Nghe tin buồn trước đi. Ôi nghe tin vui đi. Nghe tin buồn trước, rồi buồn xong rồi nghe tin vui thì nó sẽ vui lại. Thôi đây. Ok. Thế tin buồn trước nha. Ok nhá. Vừa rồi thì anh có đi xem bóng đá với mấy đứa bạn ấy. Hôm trước anh có xin em đi. Hôm trước anh có xin em đi xem bóng đá em nhớ không? Nhớ rồi. Ừ thì đấy. Bữa đấy qua thì anh lại bạn nó rủ anh chơi cái độ thì anh cũng thấy vui quá, anh tham gia. Thì lúc đầu anh thấy nó kiểu như là chơi bán đầu nó thắng đi, xong rồi anh lỡ kiểu ham quá, anh đặt nhiều cái bây giờ anh thua rồi, anh nợ người ta tầm 300 triệu rồi ấy. Em xem có cho anh vay em trả người ta đi. Vay trả, mày đùa với tao đấy à? Không, anh nói thật mà. Thì hôm trước anh nhận lương rồi, nhưng mà anh đổ tiền vào đấy hết rồi, nên là
bây giờ cũng thiếu 300 triệu ấy, em xem khó cho anh vậy đi. Lấy tiền tiết kiệm của mình đi. Mày biết là cái tiền này biết biết tao làm gì không? Làm gì á? Nhưng mà bây giờ anh quan trọng hơn mà. Thì quan trọng là nếu gì bây giờ mình chơi được thì mình tự trả được. Ví dụ bây giờ mình lấy tiền tiết kiệm ra rồi sau này cần xài cái gì thì lấy đâu ra? Thì bây giờ là cái lúc mà mình cần dùng số tiền đấy. Thật ra đi thì nếu mà anh không trả thì cũng được thôi. Tại vì anh không trả thì người ta bên giang hồ người ta đòi đánh anh kìa. Đòi đâm anh. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Sao đấy, giúp anh đi. Chứ bây giờ anh đang chạy trốn nè. Chứ người ta với anh chém quá trời kìa mà. Anh không có tiền trả người ta. Bây giờ mày đi về nhà đi, mày chết rồi bà. Bây giờ chưa trả tiền thì làm sao mà về được ơ kìa. Nhưng mà bây giờ cái tiền này nó không còn nữa rồi. Em làm gì mà không còn? Tiền tiết kiệm của mình. Cắm xe mới hết rồi. Cắm xe lúc anh sẽ ra sao. Why you crying? Hôm trước em còn nói là em muốn mua xe mới mà. Gì? Mua cái gì? Đặt cọc xe mới rồi. Em mua gì? Xe à? Xe gì cơ? Thì hôm trước em trả bán cho anh là em đi mua xe mới là gì? Ồ vai. Em bị nè. Trời ơi, tiền tiết kiệm của mình mà em đem đi mua xe mới, em không bảo anh một tiếng nào luôn. Vì em xin anh không cho thì em phải lấy tiền để em mua một gì nữa. Thì em bảo là, chính miệng em bảo là cái tiền đấy để dành, ví dụ như là gần Tết rồi thì mua quà cho bố mẹ rồi mình còn để dành mình phòng bệnh này kia cái thứ chứ. Tự nhiên em bây giờ em đi mua xe rồi tiền đâu mà mình để ra mình chi mấy cái đấy. Mà bây giờ em mua xe nè, mà bây giờ em mua xe rồi thì tiền đâu mà em giúp anh trả nợ đây. Cái đấy là việc của anh. Anh tự chơi rồi anh tự chịu chứ. Rồi bây giờ anh bắt em chịu. Anh không ngờ em là con người vậy luôn á. Ủa? Chú, bây giờ anh không nghĩ cho mình thì anh nghĩ cho mình chứ. Thôi được rồi. Nhưng mà bây giờ em có thể nào mà đi vay bố mẹ được không? Vay bố mẹ em ấy chứ. Mà đừng có vay bố mẹ anh nha. Em không có làm sai cái gì hết. Bắt em phải đi về qua vay bố mẹ làm gì. Thì bố mẹ đi. Thì giúp anh đi. Em vay bố mẹ em ấy. Nhưng đừng có vay bố mẹ anh. Bố mày lấy mày luôn. Bố mẹ anh biết là bố mẹ anh đánh đòn. Thế bây giờ em đi vay bố mẹ em rồi. Bây giờ bố mẹ em biết thì bố mẹ em đánh anh vậy. Không, ý là em phải biện được lý do chứ. Em bảo là làm ăn đi, vay một ít. Rồi từ từ anh làm rồi anh trả sau. Không. Sao, tại sao không? Ủa tự dưng bây giờ anh làm ra như thế rồi. Bây giờ anh bắt em phải chịu ly đi xoay cho anh không có đâu. Không, thì em vay giùm anh thôi. Còn lại là anh trả. Không, điều gì ta phải làm. Thì em không thương anh à? Bây giờ chả nói chuyện yêu đương gì cả đấy. Sao anh không ngờ em là con người vậy luôn á. Bây giờ mày tự chơi cái đấy, mày tự mày làm ra, mày tự mày gây ra cái đống nợ đấy. Bây giờ mày bắt tao phải về, tao lo tao xoay sở cho mày à? Không có chuyện đấy đâu nhá. Chứ bây giờ theo em anh phải làm sao? Bây giờ mà anh không trả cho người ta thì người ta giấy người ta chém anh thì sao? Em làm thế nào thì kệ mày, tao không quan tâm đâu. Thì lúc đấy người ta chém anh thì em cũng phải bỏ tiền ra giúp anh nằm bệnh viện chứ. Không, chuyện đấy mày tự lo chứ. Ở kìa, bị chém rồi sao mà tự lo được. Tao không biết. Bây giờ mày cứ phải tự mày tìm cách đi. Tới chuyện này. Sao mà em giúp anh đi. Không, cú máy đây, tao đang bận việc rồi. Ở kìa, em. Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, có mấy ai khi yêu trao hết. Bây giờ mình sẽ gọi lại để mình nói thật, được không? Nhưng mà mẹ, nhờ chương trình của anh em mới biết là nó đang mua xe mới đấy, không bảo em đấy. Thế là cuối cùng cái tiền tiết kiệm của hai đứa mất, mà tiền đấy là kiểu như là tiền gì ấy? Thì không, kiểu như là em cũng tính tặng mua xe tặng cô ấy sinh nhật. Đấy, em thì em cũng có nói trước, tại vì để bữa đó dắt cô ấy đi chọn luôn. Thì không, cô ấy làm, cô ấy đi lựa trước rồi, không nói em một tiếng nào cả. Chắc bây giờ em không hiểu em chửi rồi. Alo. Cái gì nữa?
thật ra thì nãy giờ anh chỉ giỡn với em thôi, anh đang quay một cái chương trình thử thách ở ngoài phố đi bộ ấy. Em biết là anh giỡn với em mà, cho nên là chuyện mua xe em cũng giỡn anh thôi. Có đù mẹ hình thiệt không hay là chứ ông già mẹ sao hay vậy trời. Ủa nhưng mà là em không có dùng số tiền đó đúng không? Đúng rồi, em làm gì đúng tới, mình đã có tham gia không đúng cái số tiền đấy mà. Nhưng mà thật ra là anh nợ thiệt, em đang dùng tiền anh trả đi. Anh nợ luôn nha. Anh nói giỡn anh nói giỡn á, anh đang quay chương trình thử thách ở ngoài phố đi bộ. Đừng có méc má nha, để má tự để má tự coi video. em biết chắc chắn là anh không mới game đấy đâu nha. Nhưng mà đang làm gì đây? Đang nhà đời đây, đang chồng mong đời đây. Cái gì? À thế à? Ăn bún bò đúng không? Đúng rồi. Rồi tí nữa mua về cho. Nha, nha. Good. Thì ra mày chọn cái chết. Good. thôi thế nha. Bye bye em. Bye bye. Ok. Ok, em cảm thấy nào sau khi mà tham gia cái trải nghiệm này? Nói chung là nó rất là nhây. Nó giống cái ý của em ấy. Nhưng mà nhưng mà em nghĩ là đấy là phản ứng thật của bạn ấy hay là kiểu bạn ấy biết trước thật hay là bạn ấy chỉ trêu thôi? Em nghĩ là bạn ấy trêu thôi, tại vì em bạn ấy cũng biết cái tính em mà trước giờ là em ghét mấy cái đội đá banh, mà cái tính em là trước giờ em chưa có coi đâu, ghét coi đá banh lắm. Em không có coi mấy cái đó cho nên là em nghĩ là bạn ấy biết, bạn ấy cũng giỡn lại. Em có lời nào muốn gửi tới các bạn nam nói chung về cái chuyện là kiểu như là cá độ bóng đá ấy? Thì thời đại 4.0 rồi, mình coi thôi, cho vui thôi, giải trí, coi với bạn bè thì được chứ đừng có cá độ. Nhảy câu nhiều lắm. Không là đến lúc mà mất cả người yêu, mất cả tiền mà kiểu nghĩ quẩn là mất luôn cả mạng luôn á. Nên là các bạn xem video này cũng như là một bài học kinh nghiệm cho các bạn là đừng vì phút nông nổi mà làm đánh mất đi những cái thứ quan trọng đối với bản thân mình. Đó, thì em cảm thấy người yêu của mình như thế nào sau khi mà em tham gia cái cuộc gọi này? Em thấy người yêu của em khá là thông minh. Khá là thông minh, với lại chửi cũng ghê nữa. Ngày nào mà đi làm về mệt không nghe chửi là không được. Quen rồi, thành thói quen rồi. Bây giờ còn kiểu là đi làm mình mệt rồi nhưng mà vẫn phải nghe chửi thì mới khỏe lại. Dạ đúng rồi. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Như vậy là quen rồi, thói quen. Bây giờ một ngày nào đấy mà tự nhiên bạn ấy dịu dàng với em thì sao? Là đây, lấy túi ra, đưa tiền lương đây. Tiền lương tháng này đem là bạn ấy sẽ chửi. Người yêu em là nó kỳ lạ vậy á. Ngược đời. Thế là đầu tiên là dịu dàng. Ý là... Không, kiểu như là dịu dàng để mình tự động mình đưa tiền ấy. Đấy. Xong rồi đưa tiền rồi lại trở lại là đúng cái bản. Đúng rồi, tại lấy được tiền rồi mà. Chửi sao chửi, chứ còn chưa lấy được tiền là nhẹ nhàng. Ok, chúc cho tình yêu của em sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế nhá. Dạ rồi. Và em sẽ được nghe chửi hàng ngày. Hy vọng là như vậy. Ok, cảm ơn em vì em đã nhận lời tham gia cái trải nghiệm ngày hôm nay. Dạ. Chúc em đi chơi vui vẻ nhá. Dạ. Ok. Rồi.